so với mọi người thì nó hơi vất vả một chút vì thức khuya dậy sớm. Thức khuya dậy sớm thì buổi sáng thì em phải dậy 2 giờ sáng, xong báo mà 2 giờ sáng phát đến 6 giờ sáng là em sẽ xong công việc buổi sáng. Xong lúc đấy sẽ, nếu mà buổi sáng nấu ăn, tắm rửa các thứ gì sớm thì ngủ được một chút rồi đi học. Thì 9 giờ đi học, tại trường em học cũng nhiều ấy. Học đến 2 giờ chiều em phải về. Về xong lại 3 giờ chiều lại phải đi bác pháp bác chiều tiếp. Em phải làm 2 ca, ca buổi sáng và ca buổi chiều. Ca buổi sáng mấy giờ? Từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Và buổi chiều thế là ngủ từ, gì? Từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Thì tức là mỗi ngày của em là phải từ 2 giờ sáng đến tầm 6 giờ tối. Còn buổi tối thì... Chào em, ba ngồi. Buổi tối sẽ ở nhà, nếu mà còn sức khỏe thì tự học. Nhưng mà dậy từ 2 giờ sáng này. Ngày nào cũng thế luôn. Nắng mưa. Một tuần thì em được nghỉ một hôm. Trong là vất vả thì vất vả nhưng mà kiểu quen. Qua rồi cũng quen. Sợ nhất là cái cảm giác mà trời mùa đông ấy, xong phải chạy ngoài đường. Nhưng mà cái bao tay ấy thì mình không thể dùng bao da được mà phải dùng bao tay vải, vì da là nó trơn ấy, bá đũ không được. Nên lúc mà mưa ấy mà nó thấm vào là cảm giác buốt lạnh, nó đông cứng và tay không thể nào cử động được luôn ấy. Thì chỉ có cái thời gian mùa đông là vất vả nhất thôi. Mà sợ nhất là tuyết ấy, không thể nào chạy xe được ấy. Nhưng mà bắt buộc là mình phải phát, không thể nào nghỉ được. Dù có mưa bão hay là gì thì mình cũng phải đi phát báo. Đấy. Mà đi phát như vậy là đi phát trong nhà dân rồi. Đúng rồi. Ở quang nhà... báo á. Nhật thì nó thường trước nhà có những cái post ấy, mình cứ đúc đúc. Cảm giác thì nó rất là dễ đúng không? Tức là mình chỉ đúc vào. Cô kiểu trên TV là vứt. Nhưng mà cài vào đúng không? Em phát ở khu nào? Thì thường là mình sẽ được thuê nhà ở quan tiệm. Mình đi ra gần đấy mình sẽ phát khu đấy. Có kể với bố mẹ? Thì kể nhưng mà cảm giác thực ra mình khi mà quen rồi thì không còn thấy vất vả. Tức là em cảm thấy nó cũng so với những cái du học sinh khác thì cũng không đến nổi. Những bạn khác thì cũng phải làm 2-3 việc để mới có đủ tiền đóng học. Thì em thì không phải lo mấy khoản đấy nên không phải áp lực nhiều. Đi học du học sinh thì áp lực nhất là cái khoản lo tiền nhỉ. Đúng rồi. Tiền đóng học, tháng năm này còn chưa xong rồi lo năm sau rồi đúng không? Xong rồi lo đủ các thể loại. Vậy giờ trước em đi ở nhà cũng phải bao nhiêu thứ tiền trong bọn môi giới, bọn môi giới đi du học cũng thực tập sinh cũng thế mà. Kể gì nữa thôi. Đấy thì nhưng mà cô thật, cô nghe mọi người kể cô thương lắm, thật sự luôn. Về nhà mà cảm thấy một mình ấy. Lúc em làm thì về 6 giờ tối mà cái trời mùa đông lúc đấy tự nhiên buồn lắm, xong về nhà mở phòng ra chỉ thấy kiểu như trống trải ấy. Lúc đấy rất là sợ. Vì trước đây em rất là cố gắng để qua được đây ấy. Nên cảm giác nghĩ là thôi mình qua được đây thì cũng là may mắn rồi nên cũng cố gắng thôi. Trước khi đi Nhật thì ai cũng cố gắng để qua đây nhỉ? Nên em cứ nghĩ là mình đã qua được đây thôi. Đấy là gọi là cái may mắn của mình rồi nên không phải chắc gì. Nên cố gắng được 2 năm. Em đang học cái gì? Em đang học tiếng Nhật thôi. Có một điều năm 2 à? Vâng. Bạn là đi du học được bảo Asahi Tài Trời đúng không? Nhưng mà cô nghĩ ở đây bây giờ chúng ta sẽ nghe câu chuyện từ hai bạn tuổi trẻ tài cao. Vì